More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. You come from the west side. The left side. Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh của Duy đây là chiếc xe Mercedes-Benz A35 AMG các bạn. Đây là một chiếc xe nhập khẩu hoàn toàn luôn, với mức giá là 2.259.000.000 đồng. Thì với cái chiếc xe Mercedes-Benz A35 AMG này thì các bạn sẽ thấy là về cái phần thiết kế nó cực kỳ thể thao, bởi vì đây là một cái chiếc xe được thiết kế ra với một cái phân khúc mới hoàn toàn luôn các bạn. Đó thì trước đây thì các bạn chỉ biết là những cái mẫu xe mà thể thao chẳng hạn như là C300 AMG bên cạnh đây đó, thì các bạn đã quen thuộc với nó rất là nhiều rồi. Các bạn hàng ngày các bạn đã thấy nó chạy ngoài đường, các bạn đã nghe những cái clip review về chiếc xe C300 AMG rất là nhiều rồi. Cũng như là nếu mà các bạn muốn thay đổi, các bạn muốn mà một cái chiếc xe nó sẽ khác hơn một chút xíu, một chiếc xe cá tính hơn một chút xíu, cũng như là đậm chất thể thao hơn, thì cái chiếc xe Mercedes-Benz A35 AMG này thì sẽ đáp ứng được những cái tiêu chí đó của các bạn ha. Thì các bạn thấy về phần đầu xe nè, chiếc xe A35 AMG này được thiết kế cái phần đèn nè, các bạn thấy cực kỳ sắc sảo luôn, cũng như là rất là sắc nét. Cái đèn xe được vuốt nhỏ hơn, cũng như là cái phần đèn nó sẽ đặt thấp hơn một chút xíu các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn nhìn thấy cái phần thiết kế của chiếc xe Mercedes-Benz A35 AMG này thì các bạn sẽ thấy cái phần đầu xe có cảm giác giống như là nó sẽ chúi xuống một chút xíu ha. Nhìn nó rất là ngầu hơn, cũng như là nhìn cá tính hơn rất là nhiều. Đó, về phần đèn xe này thì đây là cái đèn xe LED High Performance đó, được thiết kế ở đây các bạn thấy nè. Đây là một cái đèn thiết kế mới, cũng như là các bạn sẽ thấy là những cái mẫu xe hiện tại của Mercedes-Benz mà vừa mới ra mắt, chẳng hạn như là dòng xe E200 AMG, E300 AMG, hoặc là kể cả những cái mẫu xe như là S-Class chuẩn bị về đó, thì cái đèn xe nó cũng sẽ được thiết kế dạng này. Rất là sắc nét chỗ này các bạn thấy không? Thì trước đây thì đối với những cái thiết kế trước thì các bạn sẽ thấy nè, cái phần đèn LED chạy ban ngày nó sẽ như thế này ha. Thì các bạn sẽ thấy hầu như là dòng S hiện tại, dòng E, những cái dòng E cái phiên bản trước thì cũng đều thiết kế theo những cái dãy LED như thế này đó, nhưng mà bây giờ đời mới, bây giờ các bạn sẽ thấy như thế này ha. Đó, thì đối với những cái chiếc xe AMG á các bạn, thì các bạn sẽ thấy là cái phần mà thiết kế cái dạng lưới tản nhiệt này nó cũng sẽ khác so với lại cái thiết kế của AMG Line. AMG Line nè các bạn, đối với C300 thì mình gọi là AMG Line thôi, nhưng đối với cái chiếc xe A35 này thì mình gọi là đây là cái dòng xe của AMG luôn. Cho nên các bạn sẽ thấy nè, đó, lưới tản nhiệt của nó lúc nào cũng dạng thiết kế kiểu này, cũng như là có hai cái thanh kép như thế này. Đồng thời ngay cái chỗ mà lưới tản nhiệt của cái chiếc xe thì chúng ta sẽ thấy một cái logo AMG ở đây. Đó, thì về cái phần thiết kế của AMG thì các bạn sẽ thấy lúc nào nó cũng sẽ cá tính hơn rất là nhiều ha. Cản xe thì cũng sẽ được thiết kế rất là hầm hố, cũng như là góc cạnh hơn rất là nhiều, các bạn thấy không? Đó, rất là khí động học luôn. Đó, thì cái điểm mà đặc biệt nhất của cái chiếc xe A35 AMG này thì chắc chắn là cái phần đầu xe của các bạn. Đó, còn về cái phần capo nè, đó, các bạn sẽ thấy đối với cái chiếc xe Mercedes-Benz A35 AMG thì cái phần capo hầu như là được thiết kế phẳng luôn các bạn. Được kia phẳng luôn, bằng và rất là rộng ha. Đó, các bạn sẽ thấy ở giữa cũng không có một cái đường gân nào hết. Đó, được chặt phẳng hết nguyên khối. Đó, còn đối với cái chiếc xe C300 AMG hoặc là những cái dòng xe khác á, thì các bạn sẽ thấy là ở giữa nó sẽ có một cái đường gân nè. Đó, thì với cái thiết kế của nắp capo này thì Duy nghĩ là nó sẽ trẻ trung hơn rất là nhiều, cũng như là cá tính và thời trang hơn ha. Thì thực ra đối với cái chiếc xe A35 AMG này, đây là một cái chiếc xe dành riêng cho giới trẻ các bạn, dành riêng cho giới trẻ và những bạn yêu thích công nghệ, yêu thích cái sự thể thao cũng như là thời trang, thì các anh chị và các bạn sẽ chọn cái chiếc xe này. Đó, nếu mà chúng ta đã quen thuộc cũng như là quá nhàm chán với cái chiếc xe C300 AMG ha. Các bạn đi sang bên hông một chút xíu các bạn, thì các bạn sẽ thấy cái bộ mâm của chiếc xe A35 AMG này nó rất là đẹp luôn các bạn. Cái bộ mâm thì được thiết kế nè, cái phần sơn đen ở bên trong cũng như là mặt nhôm kim loại ở bên ngoài đó, và đây là bộ mâm của AMG luôn. Và một điều nữa các bạn thấy nè, cái phần lớp xe nó rất là mỏng các bạn ha, rất là mỏng luôn. Đó, đối với những cái chiếc xe mà AMG các bạn,
những cái thể thao thực thụ của bạn, thì cái bộ mâm nó phải đặc trưng như vậy, nó phải vỏ phải mỏng như thế vậy thì nó mới nhìn chúng ta đẹp hơn rất là nhiều. Đồng thời thì các bạn biết rồi ha, cái bộ lớp xe mà nó sẽ mỏng như thế này á, thì các bạn sẽ đi nó sẽ tăng thêm cái độ bám đường, tăng thêm cái phần mà cá tính thể thao cho chiếc xe. Nhưng mà đồng thời các bạn phải đi kỹ một chút xíu các bạn, những cái đoạn đường mà nhiều ổ gà các bạn đừng có chạy nhanh quá ha. Đó, bởi vì cái lớp xe của chúng ta nó rất là mỏng, nó dễ à, nếu mà chúng ta đi xuống ổ gà mà tốc độ cao á, thì nó sẽ dễ làm hư cái lớp xe của chúng ta. À, nhưng mà tại sao các bạn biết là những cái chiếc xe thể thao thông thường thì nó sẽ được thiết kế là cái vỏ nó mỏng các bạn. À, mỏng để chạy tốc độ cao ha. Mỏng để chúng ta chạy tốc độ cao, để chúng ta tăng thêm cái sự bám đường, cũng như là trong trường hợp mà cái lớp xe mà nó có bị trục trặc, nó bị thủng lớp hoặc là bị tét vỏ, thì cái phần mâm xe nó cũng sẽ chịu lực lại ha. Sẽ chịu lực lại cái phần lớp xe này, nó cũng sẽ an toàn hơn chúng ta ha. Đó, và đây là cái bộ phanh các bạn. Đây, đặc trưng của cái những chiếc xe AMG thì chúng ta phải nói tới cái phần bộ phanh. Đây là bộ phanh của AMG nè các bạn thấy không? Đó, và đĩa phanh của chúng ta được thiết kế rất là to, cũng như là có sẽ có những cái lỗ đục lỗ này. Đó, những cái đục lỗ này. Thì đối với cái xe C300 AMG chúng ta thì chúng ta sẽ thấy cái phần bộ mâm nó cũng sẽ khác, cũng như là bộ phanh nó cũng sẽ khác nè. Đó. Để cho các bạn xem cái phần mà bộ phanh của cái xe C300 đó. Thì cái phanh này là phanh tiêu chuẩn của Mercedes-Benz thôi ha. Đó, và đĩa phanh của nó là cũng là đĩa phanh dạng tiêu chuẩn, nó sẽ không có đục lỗ các bạn nha. Đó, các bạn thấy không? Thì thật ra đối với cái bộ phanh của AMG các bạn, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ to hơn gấp đôi so với cái bộ phanh thông thường. Cũng như là đối với cái chiếc xe A35 AMG này thì cái phần phanh nó sẽ đặt về phía trước, các bạn thấy không? Cụm phanh này nó sẽ đặt về phía trước, thay vì đối với chiếc xe C300 AMG thì cái cụm phanh nó đặt ở phía sau. Đó, thì Duy nghĩ là đối với cái phần mà đặt cái cụm phanh ở phía trước này thế này thì cái phần hiệu quả phanh của chiếc xe nó cũng sẽ tốt hơn ha. À, cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy ở đây nó có cái chữ là Turbo và 4MATIC. À, thì đối với cái chiếc xe A35 AMG này thì sử dụng hệ thống turbo tăng áp kép, cũng như là 4MATIC ở đây là vận động 4 bánh các bạn. Đó, bởi vì cái chiếc xe của A35 AMG của chúng ta thì nó sử dụng cái động cơ nó lên tới là 306 mã lực, nó rất là mạnh luôn. Đó, cho nên là cái việc mà Mercedes-Benz trang bị cho nó hệ thống vận động 4 bánh này để tăng thêm cái kiểm soát của 4 bánh, cũng như là tăng thêm cái độ bám đường của chiếc xe này ha các bạn. Đó, thì những cái chiếc xe mà được trang bị cái hệ thống 4MATIC này thì thông thường là những cái mẫu xe thể thao và những cái mẫu xe mà công suất lớn thì Mercedes-Benz thường trang bị cho nó là cái hệ thống 4MATIC cho những cái chiếc xe thể thao gầm thấp ha. Đó, thì các bạn sẽ thấy đó, với những cái thông số nhỏ như thế này thôi, nhưng chỉ những cái chiếc xe thể thao thực thụ mới Mercedes-Benz mới trang bị những cái tính năng này. Đó. Về phần thiết kế ở bên hông này các bạn sẽ thấy nè, cụm gương của chúng ta cũng sẽ được thiết kế lại khác hoàn toàn so với lại những cái cụm gương của những cái chiếc xe Mercedes-Benz hiện tại, cũng như là cái phần cụm gương các bạn, thay vì là đối với chiếc xe C300 á, thì chúng ta sẽ lắp đặt ở đây luôn, ở trong cái phần này luôn. Nguyên cái cụm có sẽ nó được lắp ở đây, nhưng đối với cái chiếc xe A35 AMG này thì cái cụm gương nó được coi như là bắt độc lập riêng luôn, không có dính vào trong cái phần này của chiếc xe ha, thì được bắt vào cái cửa nè các bạn. Đó, thì đối với cái thiết kế này thì nhìn nó rất là thể thao ha, rất là cá tính luôn. Đó, các bạn thấy là những cái mẫu xe thể thao, những cái mẫu xe mà rất là đặc biệt của Mercedes-Benz á thì sẽ được thiết kế cái cụm gương nó như thế này. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi về phía sau một chút xíu ha. Đó, thì thật ra đối với cái chiếc xe A35 AMG này thì các bạn sẽ thấy tay nắm cửa nó cũng sẽ không có những cái nút để cảm ứng ha. Thì trên chiếc xe C300 của chúng ta thì lại có cái tính năng này. Thực ra đối với những cái chiếc xe thể thao, những cái chiếc xe hiệu suất cao ấy, thì thông thường là nhà sản xuất họ sẽ chú trọng vào cái sự vận hành nhiều hơn là so với những cái option, những cái tiện nghi. À, nắp xăng của chiếc xe A35 AMG thì sẽ đặt ở phía bên tài xế các bạn nha. À, thay vì là đối với những cái dòng xe khác thì nó sẽ thường đặt ở bên phụ. À, đây là cũng là một cái chi tiết cũng khác so với những cái dòng xe thông thường. Đó, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái phần thông số cái lớp sau ha, là 235/35R19, và lớp trước của chúng ta cũng là 235/35R19 luôn, có nghĩa là hai cái lớp trước và lớp sau của chúng ta sẽ giống nhau. Đó. Và tiếp theo nữa các bạn, cái phần đèn xe này,
cái phần đèn xe của chiếc A35MG sẽ được thiết kế như thế này. À, được thiết kế nó kéo dài từ bên đây qua phần cốp luôn. À, logo AMG chỗ này cũng như là A35 thì nó sẽ nằm ở phía bên tay tay phải ha. À, tiếp theo nữa các bạn, thì đối với cái chiếc A35MG này thì các bạn sẽ thấy cái phần bô xe được thiết kế nó rất là khác so với những cái dòng xe khác nè. Đó, bô chúng ta là bô tròn ha, bô tròn cũng như là đưa ra ngoài luôn. Đưa ra ngoài luôn thì chúng ta sẽ thấy thêm cái phần thể thao của nó, cũng như là đối với chiếc xe A35MG thì các bạn sẽ thấy nè, những cái cánh phết tán gió nó cũng sẽ được thiết kế dài hơn và to hơn so với những mẫu xe khác. Đó, chẳng hạn như là C300MG thì các bạn biết rồi, những cái phần này thì nó sẽ được thiết kế nhỏ hơn, nó sẽ không có làm to như thế này đâu, bởi vì đây là một cái chiếc xe AMG thực thụ các bạn, AMG thực thụ chứ không phải là giống như là chiếc xe C300 là C300 AMG Line thôi ha. Đó, cái phần đuôi xe thì các bạn sẽ thấy tổng thể như thế này, nhìn rất là ngầu ha. Đó, AMG thì một điều các bạn sẽ thấy là ở những cái cản sau của nó lúc nào cũng sẽ có những cái đường cắt như thế này. À, các bạn thấy không, những cái đường cắt như thế này để cho cái cốp xe của ta, cái phần đuôi xe của chúng ta thêm nó phần gồ ghề hơn ha, cá tính hơn. Đó, ngoài ra thì cái chiếc xe A35 AMG của chúng ta sẽ có một cái cánh phết tán gió chỗ này. À, nhìn cá tính hơn rất là nhiều các bạn. Chỉ những cái chi tiết nhỏ thôi như thế này thôi, nhưng mà làm cho chiếc xe của chúng ta nó thể thao hơn rất là nhiều ha. Bây giờ Di sẽ mời các bạn là xem ở bên trong cái cốp xe một cái nữa. Thì đối với cái cốp xe của A35 AMG thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ không có rộng lắm đâu các bạn. Nó sẽ không có rộng lắm đâu. Đó. Để Di sẽ mở ở đây cho các bạn xem. Xin mời cameraman nè. Đó, cái phần cốp dưới nè, các bạn sẽ thấy là ở đây nè, nó sẽ có để là cái bơm điện nè, cái bộ keo vá xe nè ha. Đó, ở dưới này vậy thôi, nó sẽ không có lớp xe dự phòng. Đó, đây là cái thảm của AMG, khi mà các bạn giao xe thì các bạn bên Di sẽ tặng cho các bạn cái bộ thảm này. Đó, đây là cái bộ thảm AMG nè, các bạn sẽ thấy nó rất là khác ha, cái chất liệu nó cũng sẽ khác so với những cái bộ thảm thông thường. Ở đây thì vẫn có hai cái chi tiết để chúng ta gập ghế giống như những dòng xe khác của Mercedes-Benz thôi. À, bây giờ Di sẽ đóng cái cốp xe lại nha. Cốp này chúng ta sẽ đóng bằng tay các bạn nhé, nhẹ nhàng thôi. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào khoảng bên trong nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz A35 AMG này. Thực ra là ở bên ngoài thì các bạn sẽ thấy nó thiết kế cực kỳ thể thao ha, cực kỳ cá tính nha. Nhưng mà bên trong nội thất các bạn còn sẽ thấy thêm nhiều cái đặc biệt nữa. Ok. Về phần thiết kế ở bên trong này các bạn sẽ thấy là nó sẽ khác hoàn toàn với những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hiện tại luôn. À, cái phần nội thất này được thiết kế đậm chất thể thao cũng như là rất là thời trang và cá tính luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn vào nè, các bạn sẽ thấy ha. Đầu tiên là cái phần vô lăng, đối với những chiếc xe AMG thì lúc nào cái vô lăng của chúng ta sẽ được thiết kế bằng cái đáy bằng rồi. Và đặc biệt nữa là một điều là cái chỉ mai trên chiếc cái vô lăng này các bạn sẽ thấy đã được bọc chỉ màu đỏ nè, cũng như là cái dây beo của chúng ta cũng sẽ là cái dây beo màu đỏ luôn. Đó, khi mà Di cài vào thì các bạn sẽ thấy không, nhìn rất là ngầu ha. Đó, và cái ghế của chiếc xe A35 AMG này các bạn cũng sẽ thấy rất là đặc biệt luôn. Đó, ghế đen được sẽ kết hợp với lại cái da mà da Dynamica các bạn nhìn thấy rất là giống da lộn, cũng như là được viền chỉ màu đỏ nè. Đó, rất là đẹp luôn, cực kỳ ngầu luôn. Thì đối với những cái chiếc xe siêu xe luôn các bạn, nếu mà các bạn đã có tìm hiểu về những cái mẫu xe thể thao như là Lamborghini này nọ thì các bạn cũng thấy cái phần ghế cũng thông thường là sẽ được bọc cái chất liệu da Dynamica giống như thế này ha. Thì nó đối với những cái chiếc xe thể thao thì mình trang bị cái ghế này thì nhìn nó sẽ ngầu hơn rất là nhiều luôn. À, hệ thống đèn LED thì các bạn sẽ thấy nè, nó được thiết kế là ở chỗ này nó cũng sẽ có một cái dãy đèn LED nè ẩn bên trong dưới nè, và ở đây nó cũng sẽ có một cái dãy LED ở chỗ này. À, những cái hốc gió của chúng ta thì được thiết kế theo dạng tuabin của máy bay phản lực. Đó, các bạn thấy không, có đèn ở bên trong luôn, rất đẹp. Thì đối với cái nội thất của chiếc xe A35 AMG này thì về đêm nha, thì như thấy là rất là tuyệt vời luôn. À, khu vực này thì chúng ta có thể là để được hai cái chai nước ở đây, cũng như là để được cái điện thoại của chúng ta ở đây ha. Chúng ta có thể là kéo lại ha, kéo ra kéo vào ở đây. Và đặc biệt đối với cái chìa khóa của chiếc xe Mercedes-Benz A35 AMG thì các bạn sẽ thấy nè,
nó cũng sẽ khác, rất là ngầu. Đây, cái chìa khóa của chúng ta được bọc đen nguyên khối luôn các bạn, đen hết luôn đó. Ở đây thì có một cái logo của AMG chỗ này, nhìn rất là ngầu ha. À, rất là ngầu luôn. Chìa khóa này nó sẽ khác. Thông thường thì đối với những cái chìa khóa của Mercedes-Benz thì chỗ này nó sẽ được bọc nhờ bọc chrome màu trắng các bạn đó, nhưng mà ở đây là chrome đen ha, rất là ngầu, nó phù hợp với phong cách của chiếc xe này đó. Thì đối với cái phần màn hình nè các bạn, đó màn hình thì chúng ta sẽ thấy nè, được thiết kế liền khói luôn đó, kéo dài từ bên trái sang bên phải luôn ha. Và đây là màn hình cảm ứng đó, MBUX đó, chúng ta có thể là cảm ứng hoặc là ra lệnh bằng giọng nói ha, rất là nhiều những cái tính năng ở trong cái màn hình này đó. Và đối với cái chiếc xe A35MG thì Di sẽ vào thử cái này cho các bạn xem đó, những cái thông số của chiếc xe của chúng ta khi mà chúng ta chạy á, nó sẽ thể hiện ở đây ha. Đó, bốn bánh nè, ở đây ha, ga nè, nè như khi mà Di đập ga lên đó các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ nhảy lên nè đó, nói chung là thông số về vận hành thôi đó, các bạn thấy không đó, như đạp ga nó sẽ nhảy đây nè đó. Còn phanh ở đây ha, đó thì nó hiện những cái thông số đó để mình biết cái sự vận hành của chiếc xe của mình thôi. Đây, đây là full màn hình nè. Okay. Tiếp theo là động cơ. Đó, đây là giao diện của những cái chiếc xe AMG nè. Nhìn thấy nó rất là đẹp luôn các bạn. Đó, ngầu ghê không? Ở đây thì thể hiện là cái công suất của động cơ, còn bên đây là thể hiện cái moment xoắn. À, moment xoắn của cái xe A35AMG này thì nó lên tới là 400 Nm/m ha các bạn. Ở vòng tua là từ 3.000 vòng đến 4.000 vòng trên 1 phút. À, công suất của nó thì sẽ thể hiện ở đây. À, tiếp theo nữa Duy sẽ cho các bạn xem. À, nó có nhiệt độ dầu của động cơ nè, nhiệt độ dầu của hộp số nè. Thì đối với những cái thông số mà chuyên sâu như thế này các bạn, thì các bạn cũng không cần phải quan tâm nhiều. Nhưng mà thực ra đối với cái giao diện này thì chúng ta nhìn nó sẽ đẹp hơn. Cũng như là ít khi các anh chị khách hàng nào mà người sử dụng xe mà quan tâm tới cái này lắm. Nhưng mà đối với những cái chiếc xe mà thể thao thực thụ ha, những cái xe AMG, thì Mercedes-Benz phải làm những cái tính năng này vào để mà cho cái người dùng trải nghiệm được. Tại vì ở Việt Nam mình á các bạn, thì các bạn sẽ thấy là cái xe chúng ta thông thường là chỉ chạy trên đường phố thôi. Nhưng mà đối với ở nước ngoài á, các bạn có thể thuê đường đua để chạy ha, cuối tuần này nọ. Thì những cái người mà đam mê về xe, đam mê về tốc độ, cũng như là hiểu rất là rõ về cái động cơ này nọ, thì người ta rất là quan tâm với những cái thông số này các bạn. Đó, rất là nhiều cái tính năng ở bên trong này ha. Đó, quá là tuyệt vời luôn các bạn. Thì thực ra mà để nói về cái nội thất của chiếc xe này nó đẹp ha các bạn, thì thực ra mỗi người mỗi cái cảm nhận khác nhau đó. Nhưng mà Duy thì Duy rất là thích cái thiết kế này, nó rất là khác so với những cái chiếc xe Mercedes-Benz hiện tại đó. Những anh chị nào, các bạn nào mà đã quen hoặc là đã từng sử dụng những cái chiếc xe Mercedes-Benz rồi, cũng quen về cái thiết kế của nó, cũng như là đã nhàm chán về cái thiết kế những cái mẫu xe mà tiêu chuẩn thông thường, thì đây có thể là một cái chiếc xe mà anh chị có thể hướng tới nè. Đó, đó thì bây giờ Duy sẽ đi ra phía sau để mà trải nghiệm cái không gian ngồi phía sau. Thì đây là một cái dòng xe thể thao, cho nên là không biết là cái khoang sau nó có rộng rãi cũng như là có thoải mái hay không ha. Hiện tại bây giờ thì Duy đang ngồi ở khoang phía sau các bạn nha. Đó, thì đối với cái khoang sau này, các bạn ngồi chúng ta sẽ cảm giác cũng rất là khác so với lại những cái mẫu xe khác hiện tại của Mercedes-Benz. Đó, cái cảm giác ngồi trên một chiếc xe thể thao nó khác các bạn. Đó, cái phần lưng ghế này thì các bạn sẽ thấy nó được thiết kế là đứng hơn một chút xíu ha. Cũng như là cái ghế này nè các bạn, cái mặt ghế này nè, nó được thiết kế bằng hơn. Cho nên là khi Duy ngồi vào các bạn, Duy cảm giác là nó cũng rất là thoải mái luôn, cũng cực kỳ thoải mái luôn ha. Các bạn sẽ thấy nè, được may những cái viền chỉ đỏ ở đây nè, nhìn rất là ngầu luôn. Đó, thì khoang phía sau thì chúng ta chỉ có là cái học gió máy lạnh ở chỗ này, để chúng ta cho cái gió máy lạnh ra thôi, chúng ta sẽ không có chỉnh nhiệt độ chỗ này ha. Ngoài ra chỗ này thì cũng có một cái USB để chúng ta sạc điện thoại. À, chỗ này thì sẽ được thiết kế là một cái đèn để chúng ta đọc sách nè. Đó, thì hầu như là cái khoang phía sau của chiếc xe A35AMG này thì nó cũng giống như là những dòng xe khác của Mercedes-Benz thôi. Đó, chỗ này thì chỗ để tay, cũng như là chúng ta để được một cái cốc nước, hai cốc nước ở đây.
Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn xem lại cái phần mà đặc biệt nhất của cái chiếc xe này, đó chính là cái phần động cơ của chiếc xe A35 AMG này. Và đây là động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz A35 AMG. Thì các bạn thấy nè, khi bạn nhìn vào thôi thì các bạn sẽ thấy đây là một cái động cơ thể thao của một xe thể thao thực thụ rồi. Đó, các bạn thấy không, rất là khác so với những cái động cơ mà của những chiếc xe Mercedes-Benz thông thường. Đó, các bạn thấy không, nguyên cái phần turbo của nó rất là to ở chỗ này, cũng như là cái khu vực này rất là nóng nha. Họ đã cảnh báo là rất là nóng chỗ này, chúng ta sẽ không được chạm tay vào. Đó, và A35 AMG sử dụng động cơ AMG, cho nên các bạn thấy trên cái nắp động cơ cũng sẽ có cái logo của AMG ở đây ha. Đó, và một điều nữa các bạn sẽ thấy nha, thông thường thì đối với những cái mẫu xe khác thì trên này nó sẽ có một cái tấm bằng nỉ ha, sẽ đậy ở đây lại, nhưng đối với chiếc xe A35 AMG này sử dụng cái động cơ hiệu suất cao, cho nên cái việc mà làm mát của chiếc xe nó cũng sẽ cần nhiều hơn so với những cái mẫu xe thông thường, cho nên là nhà sản xuất họ sẽ bỏ luôn cái tấm này ở đây để mà cho nó làm mát tốt hơn. Đó, thì các bạn sẽ thấy cái A35 AMG này sử dụng cái động cơ đặt ngang nè. Đó, thông thường thì các bạn sẽ thấy động cơ đặt dọc, nhưng đối với cái A35 này sử dụng động cơ đặt ngang kết hợp với cái hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian nữa. Đó, cho nên là thời gian tăng tốc của chiếc xe Mercedes-Benz A35 AMG này từ 0 đến 100 km/h chỉ mất 4,8 giây, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đó, và cái hộp số của chiếc A35 AMG này cũng là một cái hộp số rất là đặc biệt. Đó, hộp số ly hợp kép 7 cấp. Đó, tại sao sử dụng hộp số ly hợp kép các bạn? Hộp số ly hợp kép thông thường chỉ sử dụng trên những cái mẫu xe đúng chất xe thể thao thôi, bởi vì là chiếc xe của chúng ta cần phải sang số nhanh hơn và nhanh hơn gấp đôi so với cái những hộp số thông thường. Đó, ly hợp kép thì các bạn sẽ thấy có hai cái ly hợp kép ha, Duy nói cho bạn dễ hiểu ha. Ly hợp kép là hai cái ly hợp kép, một cái ly hợp kép để sang số chẵn và một cái hợp kép để sang số lẻ ha, một cái ly hợp để sang số lẻ. Cho nên là cái việc bắt số của cái chiếc xe A35 AMG này cũng sẽ nhanh gấp đôi so với những cái hộp số thông thường. Đó, rất là đặc biệt trên cái hệ thống động cơ của chiếc xe A35 AMG này. Đó, nếu các anh chị và các bạn nào đó mà yêu thích một cái chiếc xe thể thao, yêu thích cái phong cách cá tính cũng như là thiết kế thời trang, thì Duy nghĩ là chiếc xe A35 AMG này đây là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời luôn. Đó, và chiếc xe A35 AMG này một chiếc xe sinh ra để dành cho những người cá tính, những người đặc biệt hơn các bạn. Đó, nếu mà chúng ta thích những cái sự nổi bật hơn, đặc biệt hơn, thì chiếc xe A35 AMG này nó sẽ đáp ứng được cho chúng ta. Ok, thì bây giờ Duy sẽ xin tạm dừng cái video clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe Mercedes-Benz cũng như là chiếc xe A35 AMG này, thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.